Với những khán giả hay theo dõi các chương trình dành cho thiếu nhi, Wonder Kids là một cái tên rất lạ. Lạ vì đây là chương trình đầu tiên tôn vinh âm nhạc cổ điển, một thể loại chưa thực sự được đông đảo công chúng đón nhận. Lạ vì sau 8 tập phát sóng, chương trình không hề có những chiêu trò như các show truyền hình khác. Và lạ vì tưởng sẽ rất là kén khán giả, nhưng mà cuối cùng chương trình lại đón nhận được nhiều hưởng ứng tích cực. Phải chăng chiêu trò của Wonder Kids chính là không có chiêu trò? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Mọi người hỏi Thanh, mình có dùng chiêu trò để tăng rating hay là cái gì cho chương trình này không? Thì Thanh nghĩ là mình không dám làm, tại vì chiêu trò đây là nằm ở cái tài năng của các em. Cái vấn đề của xã hội của chúng ta và những cái chương trình truyền hình thực tế ngày hôm nay là các em cảm nhận là qua một cái chương trình ngắn, mình có thể trở thành từ zero to hero. Thanh muốn nói với mọi người là những chuyện đó không hoàn toàn. Đây là một cái chương trình mang nhiều ý nghĩa để cho các em thấy được, khán giả thấy được cái rễ của âm nhạc nó từ đâu. Thì nó từ nhạc cổ điển. Nhưng ở Việt Nam, nhạc cổ điển nhiều lúc rất là xa vời với mọi người. Nó kích những cái từ như là phải đẳng cấp, phải là hàn lâm, vân vân vân. Nhưng theo suy nghĩ của Thanh, âm nhạc nó không có đẳng cấp, nó cũng không có cái chuyện mà hàn lâm ở đây. Nó chỉ có nó thật hay là nó không thật. Cái hay của chương trình Thái nghĩ là nó rất khó. Và các cháu rất cực, những gia đình rất cực. Thanh Dinh nghĩ đến là bé Lan Anh bị gãy một tay mà không chịu ngưng, không chịu bỏ cuộc. Mày hỏi Thanh, Wonder Kids là cái gì? Thanh nhìn bé Lan Anh và cái tiêu chí là một Wonder Kids không có nằm ở cái chuyện là bé đó đánh piano giỏi nữa. Mà cái tố chất của con người, cái khí chất của con người và cái sự dũng cảm của bé Lan Anh. Hỏi Thanh là một người thầy mà nhìn cái điều đó mình có được cái truyền cái lửa và truyền cái cảm hứng không? Quá là lửa luôn. Thanh vô cùng cảm động. Thanh thấy nghĩ những cái chương trình nó cần cái sự hồn nhiên của các cháu, và Thanh tin cái chương trình này đã làm được cái điều đó. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho thí sinh Lan.